mọi lần mình vào mình cứ ầm lên. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu intro vào game nó thật sự là nhẹ nhàng. Con game này được miêu tả là một con game body cam. Cái body cam là như kiểu các bạn cho cái camera ở trước ngực các bạn á, và mọi thứ nhìn sẽ thực nhất có thể. Đó là trend từ năm ngoái mà vẫn chưa thấy quá nhiều người làm. Có thật sự là trend không nhỉ? Và con game ngày hôm nay kinh dị chúng ta sẽ chơi đó là ở trên một chuyến tàu. Này, đôi khi tôi ước là ở Việt Nam sẽ có những cái tàu kiểu tàu siêu tốc ý. Kiểu alo, em đang ở đâu? Anh đang Sài Gòn, chờ tí anh Hà Nội, anh bắt tàu 5-6 tiếng nữa anh em vào cà phê ấy. Kiểu kiểu vậy. Đôi khi tôi ước vậy. Từ từ, 8805 nghĩa là gì? 8805 nghĩa là gì? Xin lỗi nha mọi người ơi, tôi sẽ phải chụp lại 8805. Tôi nghĩ nó sẽ là một cái gì đó để giải đố sau này. Cho đi qua cái. Game hơi chậm nhở. Đi qua cái. Cái hệ thống mở cửa của mấy cái nước tư bản này cùi thế. Mở. Rồi, cảm ơn. Anh thích màu gì vậy anh? Anh thích màu xanh nước biển nhá em ơi, cụ thể là tầm 100. Tưởng tượng nhá, các bạn đi tàu hỏa về hàng ngày thì tự nhiên hôm đấy cái chuyến tàu các bạn đi về hàng ngày đó là tầm chuẩn bị chiều tà rồi, và các bạn đi từ toa này qua toa khác không thấy một ai cả. Wow, khá là kinh dị đấy. Và tự nhiên các bạn thấy một khẩu súng. Tôi lôi đâu ra cái găng tay của CS đấy? Sao tôi có găng tay của CS GO này? Tôi là người trong nghề anh em ạ. 8805. Khoan, toa vừa rồi 8805 mà. Hả? Toa vừa rồi mình vừa từ đó đi sang, bây giờ lại we're close. Mình có đang đi đúng đường đấy? Hay nãy giờ lặp đi lặp lại cái toa này nhỉ? Một là tôi là đặc vụ gì đó, hai là tôi là cướp. Cạn không tin á? Nhìn tôi nạp đạn nhá. Đây. Được chưa? Được chưa? Tôi êm cho các bạn xem. Chắc chắn là đã trúng một ai đó. Nhưng mà các bạn không nhìn thấy được, tại vì tôi bắn ra ngoài cửa sổ. A few minutes later. Trò này nó đang chôn tôi đấy à? Chưa thấy có một cái gì khác biệt. Chưa. Tàu dừng rồi. Có tiếng động gì đó rồi. Mở cửa nào. Ê, tôi bắt đầu thấy lo dần. Bắt đầu cảm nhận được cái sức nóng rồi. Lưng tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Các bạn phải hiểu vấn đề là trên tàu không có ai là tại vì các bạn đang đeo găng tay. Các bạn có cầm một khẩu súng. Các bạn đi qua các toa và các bạn kiểu bắn kiểu này. Các bạn xả súng trên tàu thế thì các bạn. Rồi nhé các bạn. Tôi hết đạn rồi. Tôi hết đạn rồi. Kiến chân à. Đang định bảo là có vô tận nguồn đạn. Cứ đi là chắc là sẽ nhặt được thôi anh em. Thôi chắc là sắp tới sẽ nhặt được đạn thôi. Một người đàn ông đã giết vợ của anh ta ở ở ga tàu hỏa. Cả hai vợ chồng đều có vẻ như đều là người rất là hạnh phúc và vui vẻ. Cặp đôi có vẻ như rất yêu nhau. Nhưng mà cảnh sát đã report lại là ông chồng bắn phát vào giữa ngực bà vợ và chết nhá. Có một tờ giấy. Vẫn là 8805. Hả? Có một tờ giấy này. Chữ Y. Một chữ Y. Có máu rồi nhá mọi người. Có máu rồi. Đừng có nói nãy giờ tôi đi lại lại ở đúng một cái toa tàu. 8805 này vẫn là 8805. Hãy luôn nhớ rằng để ý cặn kẽ tới những chi tiết nhỏ bé. Bạn sẽ cần 5 từ để có thể mở khóa. Nó được giấu kín xuyên suốt trò chơi. Bạn sẽ cần hoàn thành cái body trước khi chạm đến được ending. Chúng ta sẽ phải để ý đến từng cái chi tiết bé nhé. Ê, hình như bên kia có người. Rồi, cuối cùng có người nhá mọi người ơi. Cuối cùng có người này. Từ từ, đây là một chữ gì đó.
đấy không có chữ gì. Tất cả giơ tay lên ạ. Tất cả, vâng. Các bạn không biết, các bạn không biết vấn đề là gì, chúng ta phải giả vờ đang có đạn, phải giả vờ đang có đạn. Tất cả nhá, tất cả nhá. Gì đây? Thôi rồi, trường hợp này tha này. Điều đấy, nhắn tin cho ai đấy. Không dùng iPhone à? Dùng Android hơi đánh giá hơi kém nhá. Sao cái đài nó bảo tôi là kẻ sát nhân á? Chú này ngại quá này, các bạn biết sao? Chú này ngại quá này, kiểu ấy, kiểu giả vờ quay mặt đi làm việc khác, biết tại sao? Ở đây này. Chả ý tứ gì cả, mấy cái cặp đôi kiểu yêu đương thời nay đánh giá là không nên làm thế nơi công cộng, nhưng mà bên này không có người. Và nãy giờ tôi không nhặt được một cái bao đạn nào cả, chết tôi rồi. Các bạn ơi, cái tàu này kiểu nó cứ you're a goddamn murderer ấy. Nhưng mà nếu mà một streamer chơi cái trò này ấy, xong rồi người ta bị nhắc cái câu đấy, ông người ta cứ giật mình liên tục thì cũng là kiểu các bạn biết tại sao rồi đấy. Tôi thoải mái lắm, tại vì tôi biết là tôi không bao giờ như thế cả, cho nên là đây là game thôi mà, hiểu không? Không, tôi không phải vậy. Tôi không nhìn được mặt. À, có mấy người không bị che mặt này. Vẫn bị che à? Brand new Air Force hả? Huh? One, two, buckle my shoe. Oh, giày đẹp đấy, giày đẹp đấy. You are a goddamn murderer. Tôi phải làm gì nhờ? Cứ đi mãi à? Game này lâu á? Làm tôi đập tay vào bàn đau quá. Thằng nào làm pha vào đấy. Tao súng đây này. Mày đúng không? Tôi biết thằng nào làm pha vào nãy. Đừng có trách. Họ bắt đầu nhảy bopping rồi. Chị này giật cơ ác. Khoan. Có một bức thư. Dear Mr. Không đọc được tên. Gạch rồi. Tôi đang gửi cho ông một bức thư. À, tôi gửi cho ông một bức thư bởi vì tôi không biết làm cách nào khác để có thể liên lạc đến ông nữa. Ông đang phớt lờ những cái cuộc gọi và email của tôi. Ông còn không mở cửa khi mà tôi đến ấn chuông cửa nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông đang làm một cái quá trình rất là tuyệt vời cơ mà. À, những cái ác mộng có vẻ như đã dừng lại rồi. Giọng nói cũng đi mất. Và Emily đã lại yêu lại một lần nữa. Emily chính là cái người vợ bị giết. Cái câu chuyện ban nãy chúng ta nghe ở cái toa đằng sau ấy. Ừ, Emily chính là người vừa bị giết bởi chồng. Ông và Emily đã lại yêu nhau trở lại. Làm ơn. Hãy liên hệ cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi đang rất lo lắng. À, tức là người chồng bị tâm lý gì đó và cả hai vợ chồng đã đi gặp cái vị bác sĩ này là người đang viết bức thư này này. Đang đi điều trị tâm lý. Và bác sĩ này đang viết bức thư cho người chồng. Tức là người chồng bị có vẻ là hình như là bị điên. Bị điên rồi anh em ạ. Nhìn thấy cái đấy không? Nó không mặc quần đâu. Holy shit man. Gì nhở? Rồi nó tới rồi á. Nhảy popping đi em xin anh. Ok, có dâu khá là đẹp và quyết định là flex nó ra đúng không nhỉ? Ok, ta hiểu mà. Ok. Thằng nào có đạn cho mượn cái. Tao sắp gặp ma rồi, tao đã hết đạn. Tao sắp gặp ma và tao đã hết đạn nhá. À, đừng nhìn em thế anh. Cái vấn đề là tôi không sợ mặt của người đàn ông này lắm. Mà các bạn để ý này, đằng sau cái lớp cửa kia nó lại phản chiếu chính cái người này, tức là nó không đáng ra là phải hiện lưng của anh trai này đúng không? Thì nó lại hiện mặt của anh ấy ở trên cái lớp đằng sau phản chiếu. Chúng ta có Mason Mount trên toa tàu nhé các bạn. Mason Mount đá cho MU nhé. Mason Mount đưa tôi cái gì này? Cảm ơn.
máu của những người vô tội là do ông. Đấy là vậy các bạn. Có gì là sao? Ok, trả lại này. Bye. Thôi đừng làm thế nữa. Bảo bạn chúng mày nhá, làm thế không hay đâu. A hostage rescue operation went horribly wrong in the subways of the small town of when the tactical team leader, special agent Michael, slightly misjudged the situation, leading to all 15. Nhưng đau tim quá. Oh my god. Cái gì vậy? Ok, vậy là người chồng gặp vấn đề tâm lý. Người chồng gặp vấn đề tâm lý sau đó giết vợ. Vị bác sĩ rất quan tâm, nhưng mà người đang phải hứng chịu cái cảnh đó lại là một viên cảnh sát nhá. Éo hiểu kiểu gì. Ôi, nhiều máu quá, càng ngày càng nhiều máu phải. Anh dai hỏi em hỏi thật anh có đạn không? Thằng này ngồi ghế kiểu gì? Ghế. Tức là hình như tôi không thảm sát trên cầu, cho nên là cái câu hỏi nó cứ lặp đi lặp lại là tại sao anh không thể cứu họ à Michael? Tức là không thể cứu, chứ không phải là tôi đã giết họ nhá. Họ đã bị một người nào đó giết, chứ không phải là cái người đang cầm súng nhá. Xác định rõ cái tình hình vẫn là bức thư ban nãy. Hình như viên cảnh sát này đang gặp cái sự ám ảnh. Thằng nào khóa hay là cưa tao mượn cái. Không à. Đi qua đây kiểu gì? Thời trang kiểu gì đấy? Ô. À, có thể đi lại cái tàu, cái toa này này. À, có cái tivi, có cái tivi. Bật, 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 bật. Đây là đang on mà, đang bật mà. Có chả hiểu gì cả. Từ toán này là chúng ta không đi lại được. À, vẫn đi lại được. Wow. Bạn hoàn thiện tôi. Bạn hoàn thiện tôi. Wow. Gì này? Lỗi game đúng không? Tay kiểu gì đấy? Chưa ai nhìn điều nhá. Chưa ai nhìn thấy cái gì đâu. Không phải, không phải, không không cố tình vâng. Tự nhiên nó thế đấy. Không phải, không phải như những gì mấy đã bảo không phải. Im mồm. Tao súng đây này. Là sao nhỉ? Hình như là các bạn ạ. Tôi bắt đầu hiểu rồi. Anh gì ơi, anh đánh rơi cái tay này. Không thì thôi, làm sao mà phải phản ứng dữ vậy. Đúng rồi các bạn. Thế chứng tỏ là ban nãy là cái chân đấy nó cũng là. Ừ. Để tôi thử nhá.
Tôi đoán là nó là vậy đấy, nó là vậy đấy, chứ không phải thử đâu. Đấy rồi. Mượn tí mai trả, khổ. Ẻo lả thế nhỉ. Mượn tí thôi mà. Đừng nhìn nữa, kỳ cục quá. Game cho chạy nhanh lên được không ạ? Đây. Bạn đây, của bạn của bạn. Đấy. Phấn khởi không nhỉ? Thế là còn thiếu một tay, một chân và một đầu. Và chúng ta không đi lại được cái cửa kia, chứng tỏ là nó sẽ ở đâu đó trong hai toa này. Giật số. Nó sẽ ở đâu đó trong hai toa này thôi. Ai chân tay hoại tử bán đi. Đâu nhỉ? Anh vợ anh ơi, ổn không anh? Thừa đưa em. Ai chân tay hoại tử bán đi. Anh chú này thừa cái đầu không ạ? Từ từ tôi đi click từng đầu một. Cái đầu này trông khả nghi lắm này, đầu này. Không phải hả? Tôi cần một cái tay. Không phải này. Ai tay chân miệng bán đi. Khổ quá. Tay này lành không đấy? Tay này lành các bạn ạ, chán thật. Mấy cái tay trông lành lạ lắm, không phải. Mình đừng cố ưỡn ngược lên để ra vẻ là mình cơ đúng không anh ơi? Anh ưỡn quá anh ơi. Tay này. Ô, ban nãy là bị khóa ở đây đúng không? Không đi được đúng không? À, rồi. Hiểu. Hiểu rồi. À, để rồi. Chân này trông giống. À, của em mượn tí. Em mượn mai em trả. Đây ạ. Khó di chuyển. Chân dài thế, khấm khổ. Chân này trông giống bị chết cháy các bạn ạ. Chân này trông giống bị chết cháy. Mà không quan trọng lắm, quan trọng là bạn hoàn thiện tôi đây. Đấy. Một cái tay, một cái đầu nữa. Thừa tay, thừa chân bán đi. Chưa từng nghĩ quả giao thừa tay thừa chân bán đê mà thực sự có người bán thật nhé. Mở nào. Sắp lắp được thành hình người rồi. Bạn hoàn thiện tôi. Chê à? Có chê không? Nhận lấy ơ. À đây rồi. Phải cúi xuống cơ. Nó phải khớp các bạn ạ, nó phải vào khớp. Nó phải vào khớp. Không là người ta không đồng ý. Mệt thật. Tìm cái đầu thực sự rất khó khăn. Tôi không biết tôi phải tìm đầu kiểu gì. Nếu như mà các bạn không để lại một like video và đăng ký kênh nhá mọi người ơi. Cảm ơn mọi người, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu mà các bạn like video và đăng ký kênh chắc chắn tôi tìm được cái đầu ngay. Cảm ơn mọi người. Thế tôi đang cố đi vặt đầu từng người bình thường một ạ. Tôi đúng kiểu biến thái. Tôi đang cố vặt đầu mấy ông này ra thật.
cho mượn xem có cái khớp nào ở đây không. Không à. Ok. À. Thế giới mì Ý. Em I love you baby. I love you too. Ratatouille, thế giới mì Ý các bạn ạ. Không gì đâu. Đừng, không vấn đề gì cả. Vấn đề là nãy giờ tôi không thấy một cái băng đạn nào nữa rồi. Ai thừa đầu bán đi. Tôi phải thử từng cái đầu một nhá. Đội này nặng không ông ơi. Đầu, tôi cần đầu. Ủa ơi. Tôi nghĩ là chắc toa này sẽ có đầu này. Love you baby này. Người yêu nào vào nhận này. Người yêu ai nhận bằng cách like video luôn nhá bạn ơi. Người yêu ai vào nhận hộ cái. Treo cả ảnh trên tàu đây này. Ai con mẹ bói. Hết đạn rồi. Thôi. Mất điện rồi. Tôi quên mất, hình như là tay này kiểu là nhảy tút tinh. Các bạn biết kiểu nhảy tút tinh không? Tay ở cái xác này nó tút tinh được hay thật. Khớp thế nhở. Đi qua đây cái. Mùa rồi. Chả nhìn gì nữa rồi. Ở đây có mỗi cái tấm bảng đó. Đi qua đây này. Game này kiểu mẹ làm cho chó chơi à? Cho xin 5.000 điện. Game này làm cho chó chơi. Xin 5.000 điện, nó cho đúng 2.500 rồi các bạn nhé. Nó cho đúng 2.500 điện thôi để tôi cố gắng hoàn thành cái trò này cái. Vẫn chưa thấy cái đầu ở đâu cả. Cửa này không mở được. Game này bắt đầu vớ vẩn rồi. Biết điều gì? Đây, sẽ đi đây. Đi ngang như này và mở cửa đây. Mẹ, khó quá, tự vặt đầu tôi lắp vào bây giờ. Chả nhìn gì cả. Úi dồi ôi, game ơi là game. À đây. Đi ngang sang như này.
À đâu? Có đèn mà. Duy ơi là Duy. Ok, cảm ơn. You are so dumb. You are really dumb. Anh cần cái đầu, một cái đầu nhá các em nhá. Một cái đầu thôi. Vãng. Cần một cái đầu. Ai có lòng donate cái đầu được không? Từ từ tôi phải tìm kỹ. Tôi phải tìm kỹ. Có thể là một trong này à? Ô, gì này? Cái này mới, cái này mới. Ơ. À đây 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 đây. Tướng cướp Duy Lê. Đấy rồi. Thần chú của tôi mà. Đây rồi. Giấu gì mà kỹ khổ. Trông xinh gái này cơ mà. Ra đây anh Bảo. Ra đây anh Bảo. Rồi. Đấy. Đấy. Ô. Tôi hết đạn rồi mà. Tôi là ngoài giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì lại không. Tôi bị cái vấn đề gì. Tôi đi kiếm cái đầu cho cái xác này. Tôi lắp vào. Vừa tôi lắp vào phát tôi bắn luôn vào đầu cái xác chết này. Cậu hoàn thiện tôi. Ừ, im mồm. À, trên người có chữ N đúng không? Ok. Hoàn thiện rồi nhá, phí là 5 triệu nhá. Cố sống thật tốt vào. Phải đi tiếp. Còn phải đi bao giờ nhỉ? Còn cái gì nữa đâu? A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of. Ám tao hoài vậy, ám tao hoài vậy. Bắt chân rồi chạy đi chỗ khác chơi đi. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Mấy thằng em xin đôi lập dị. Mấy thằng em xin đôi lập dị. Kệ chúng mày. What the fuck. Rồi sao lúc nãy tao tìm nhiều tay nhiều chân nó không hiện ra như này sớm đi ạ. Thôi thoải mái mà chọn nhá. Ê từ từ. Thay đầu không này. Đầu này không đẹp bằng đầu này nhỉ. Đầu này đẹp hơn đấy, đầu này ấy đó. Mấy anh em vui tính thật. Em mà không cầm súng là em đập tay vào cái rồi. Thề, đáng yêu thật. Đòi được high five mình suốt. Thân thiện. Cà phê đèn mờ hay gì đây? Ủa, game này hóa ra dài hơn mình nghĩ nhá. Hình như đây là bà vợ này. Bà vợ này là bà chết rồi này. Bà vợ bị bắn này.
Rồi sắp đến rồi, sắp đến rồi. Tôi đoán là sắp đến hồi kết rồi. Chị này là chị nào trông lực điền vậy? Rồi. Rồi muốn vào thăm chị gái này là chúng ta phải đoán đúng cái chữ nhá các bạn ơi, cái chữ. Có khoảng 5 chữ này. Chết rồi, ban nãy tôi có để qua cái tình tiết nào không nhở? Để tôi xem nào. Mong là đấng phù hộ. Không có chữ U à? Tôi đang định Man United nhưng mà khó, không được. Không có số, nếu không thì sẽ là 8807 gì đó. Ban nãy đầu game tôi đã chụp ảnh lại rồi. Không có số. Có thể là Murderer. Không phải murder, không có chữ U này. Tại sao lại có hai chữ Y, game kỳ cục thế? Không có chữ U. Mật khẩu là gì chị ơi? Mister gì á? Mister tên là gì thì bị gạch rồi, tôi không nhìn thấy được. Dream á. Dream Minecraft á. Ờ có thể. Nightmare các thứ mà đúng không? Có thể ban nãy trong bức thư có nói gì đó đến Dream. Nhưng mà cuối cùng nó lại không có chữ M. Ê, lần cuối cùng tôi dùng cái khóa kiểu này là tại vì thằng bạn tôi nó khóa cái xe của nó lại và tôi đang muốn lấy trộm cái xe đấy để tôi đi chơi. Và tôi phải đoán từng cái số một ở cái khóa kiểu như này ở cái xe đạp của nó. Từ ngày tôi cấp 2 rồi. A few inches later. Theo ý kiến cá nhân của tôi nhá. Demon. Demi đề 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 mạng đề man. Đề từ từ. Hình như là theo ý kiến của tôi thì nó là chữ này. Nó là chữ đấy à? Nó là demon mọi người ơi, nó là demon. Tại vì có ở đấy có nhiều chữ nó ghép lại thì là như thế. Demon đúng không nhỉ? Demon đúng không? Không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. Nó là demon. Nó là đêm. Ma kinh vào. Ấn L ship để chạy rồi. Rồi. Anh chạy đi. Anh chạy đi. Cứu. Complete E là chóa gì? Cứu. Ôi. Người bạn chặn lại cho tôi rồi. Anh ấy chặn lại cho tôi rồi. Tôi giúp anh ấy mà. Hết đạn rồi. Không mở được cửa. Anh nghĩ giúp tôi bằng cái chân của chân tôi tìm về cho anh ấy từ người bạn. Cái gì đây? Complete E là cái gì? Complete E. Nhưng mà chữ M đã mất là Complete E.
Sức mạnh tình bạn đã chiến thắng nhá các bạn ơi. Sức mạnh tình bạn giúp tôi chiến thắng. Yes, let's go. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video đến đây là hết. Coi như sức mạnh tình bạn đã chiến thắng rồi. Ok. Không phải bàn cãi nhiều nữa. Game đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái buổi, những cái video tiếp theo nhá. Đến đây thôi. Thắng rồi thì đó. Thôi, cứ thế thôi. Bạn tôi chặn cho tôi. Bạn tôi đỡ cho tôi một dao rồi. Đây này, bạn tôi, các bạn nhìn kìa. Bạn ấy gồng hết người, mặt mếu hết cả kìa. Bạn ấy giúp lắm. Không có gì cả. Mẹ, ước gì tôi có đạn để tôi biết là tôi có thể đánh bắn được con này không. Nếu mà có đạn thì tôi bắn nó chết được không nhỉ? Người bạn này đã chặn cho tôi rồi mà. Không còn đạn nữa, bắn vớ va vẩn mấy cửa kính ban đầu game. Má. Thứ nhất nhá, không mở được cửa. Ok. Không bắn được quái vật. Bây giờ cái ending hợp lý nhất là cái người bạn này, bạn đang mếu, bạn đang gồng, bạn đang chặn lại cho chúng ta con quái vật rồi thì coi như là lại gần ấn E á. Tin chuẩn không em? Bạn này bạn giúp tôi rồi, bây giờ tôi mà lại gần cái con quái vật này, tôi rất phụ lòng người bạn này. Anh ấy gồng lắm, anh ấy chặn cho tôi bằng tất cả những gì anh có đây này. Tôi gọi anh này là anh Quyết. Cảm ơn anh Quyết. Cảm ơn Quyết đã giúp tôi. Cậu là một người bạn tốt nhưng mà. Nhưng mà tôi cần view YouTube hiểu không? Ui ôi. Ui. Mẹ đòi mẹ hai phát bụng tôi rồi. Nó vả bụng tôi hai cái rồi. Mẹ, cái ending game này nó nó cồng kềnh thế được. Đây này, nó vào đánh tôi hai cái. Đấy. Nào. Tay nhá, tay không hư, tay hư. Nào. Thôi rồi. Cảm ơn các bạn đã xem game. Trò chơi đây là hết. Mình là Duy Lê, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye anh em.